Để trả thù, bằng mọi cách mình phải tiếp cận họ. Và người dễ dàng tiếp cận nhất chính là Bảo Thành. Alo, em nghe nè anh. Cô ta ra rồi. Dạ. Dì ơi, cô ơi cô. Và đặc biệt, chúng tôi cũng có một phần quà lớn muốn dành tặng cho mọi người ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Cả nhà vào trong đi, mọi chuyện để tôi xử lý. Mau lên. Chắc bên trong có nội tình gì đó. Vậy bảo tôi biết cô gái này mà giấu. Thôi ghi hoài để cho công an giải quyết đi. Tôi làm việc với vợ chồng con bỏ từ bao nhiêu năm nay, uy tín lắm, phải vậy đâu. Không lẽ đây là chị Lộc An hay sao?